vì anh trao nước, có vì em thương. Cô sẵn cô vui, mồ hôi chạm mặt, thương anh rồi, nhớ đợi. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Vào buổi tối ngày hôm nay là ngày 11 tháng 6 thì vẫn là những chương trình giới thiệu sản phẩm để mời quý vị mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh nhà mình. Trong clip này thì Xuân Đỉnh lên một cái bộ phối ghép để phục vụ cho anh em. Thứ nhất là để nghe, cảm nhận cũng như thư giãn trong những cái giờ cuối ngày là sau 7 giờ tối. Thì đây là một bộ gồm có âm ly Pioneer đài, hàng này hàng xuất trên thị trường của Mỹ, FM full tần số 108, có hai đèn vu rất là đẹp. Model của nó là SX680, hình thức thì còn khá là mới luôn. Đang phối ghép với một cặp loa của hãng Sansui, dòng này là dòng Sansui SFX7. Đây cũng là một trong những cặp loa được xuất cho thị trường của châu Âu. Đặc biệt là cái mùi gỗ của những dòng này, đặc trưng của cái gỗ này nó rất là thơm. Vì những dòng loa Sansui, những dòng xuất Mỹ này thì cái mùi chất gỗ nó rất là hay. Đấy là đặc trưng riêng của những dòng loa Mỹ hoặc là những dòng loa xuất Mỹ. Sau đây thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh như báo giá cho quý vị từng sản phẩm ngày hôm nay. Tôi hơi sơ xuất nên cũng chưa kịp nắp dây anten. Đây Xuân Đỉnh sẽ kéo ra để nắp cho anh em cái dây anten để chút xíu nó test đài FM cho nó dễ. Đầu tiên thì Xuân Đỉnh sẽ quay cho em là chiếc âm ly đài của Pioneer. Thực ra dòng này Xuân Đỉnh bán khá là mềm cho anh em vì nó chỉ có một cái khuyết điểm hơi xấu một tí thì ti. Nếu như không tả cho anh em thì anh em sẽ không biết, nhưng đây cái khuyết điểm nó đây này. Do vận chuyển thì cái mặt này nó hơi bị chảy một tí. Bình thường thì có thể lấy cái sơn trắng ấy, anh em có thể tô vào đây thì nó sẽ hết. Nhưng Xuân Đỉnh thì bán đúng mộc mạc cho anh em, chỉ rõ luôn. Để khuyết điểm một tí tiêu. Còn đâu về phần mặt thì đây Xuân Đỉnh sẽ quay thật gần, anh em cũng thể nhìn thấy rõ này. Mặt mũi, núm, nút, đèn, đóm thì đều còn nguyên zin và đẹp xuất sắc. Duy nhất chỉ có mỗi điểm xấu là nó hơi chảy một tí. Soi kỹ thì thấy, chứ nếu như đứng ở xa cũng như không tả đến thì anh em sẽ không nhìn thấy đâu. Còn về phần vỏ thì nó khá là đẹp. Khi bóc một lớp đề can ở bên ngoài là đề can giả vân gỗ, thì đây chính là cái vỏ gỗ thật của cái chiếc âm ly này, thì nó sẽ là như thế này quý vị nhé. Góc cạnh không có bị chảy xước gì cả. Đấy. Hàng này là hàng xuất cho thị trường của Mỹ. Khi có tín hiệu âm thanh thì hai cái đèn vu này nó sẽ vẩy này. Những dòng như 580, 680 và 780 thì nó đều có đèn vu. Đấy. 780 thì nó to hơn một chút. Âm ly thì có đánh hai cầu AB và cộng AB có trở kháng là từ 4 ohm khi đánh A hoặc B, và cộng AB thì em sẽ ấn vào là sẽ đánh là từ 8 ohm. Có chỉnh bass check đầy đủ trên máy. Các đường vào FM, AM thì nó là trên âm ly rồi. AUX này, tab 1, tab 2 thì đây đều là đường vào nhé. Anh em cắm qua thiết bị bên ngoài. Đây thì Xuân Đỉnh sẽ test FM cho anh em luôn. Thank you.
con nói gì. Hải Vi ngồi xuống trước mặt, giữ lấy đầu cô. Đây là FM này, AM này. Đồng tâm. Chính trị hóa để chưa tìm nguồn gốc. Thế này, rồi chỉ một lần này thôi, được không? Đấy là phần đài. Tức là một chiếc âm ly này thì nó sẽ hoạt động hoàn hảo từ phần đài đến âm ly qua các đường AM/FM hoặc AUX đều được sử dụng hoàn toàn hoàn hảo hết. Đây là dưới là volume, núm to nhất ở bên trên là núm dò đài tần số này. Khi anh em di chuyển này. Size của nó là size 44, mặt phai nhôm đẹp xuất sắc. Chiếc âm ly này thì do hơi xấu một tí ở cái phần cạnh nên Xuân Đình bán cho anh em một cái mức giá rất là mềm, chỉ có 5.800.000 đồng. Và đây thì Xuân Đình sẽ mở cả nội thất bên trong máy để mời anh em cùng xem bên trong luôn. Máy móc thì thứ nhất là bao nguyên zin. Thứ hai nói rõ với anh em là sắt xi thì nó luôn có gọi là 7 màu luôn. Đây. Đấy, như thế này gọi là sắt xi 7 màu này. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ hết. Ruột gan cũng vậy, đẹp như mới. Nguồn này, tụ nguồn. Đây là phần đài. Máy móc còn nguyên zin. Anh em có thể nhìn thấy rõ luôn, đèn đóm cũng vậy, bóng còn nguyên zin hết này. Đây là phía đằng sau thì nó chỉ có một chiếc âm ly duy nhất nên Sơn Đình sẽ đọc số seri luôn cho quý vị. Và những cái dòng 580, 680 này nó cũng khá ít trên thị trường. Con này thì sử dụng điện 120V, anh em có thể cắm qua điện 100 hoặc 110, công suất 95W. Nhưng công suất thật này là cái công suất mà khi anh em phối ghép những dòng loa Nhật Bass 2530 đánh thoải mái luôn quý vị nhé, chứ không phải là nhìn cái 95W này mà quý vị cứ bảo nó là yếu thì chưa chắc, không phải như vậy đâu nhé. Cũng như Xuân Đình đang ghép với cặp sân xui chở kháng là 4 ohm, khi anh AB và cộng AB là 8 ohm. Phần này có số seri là 0360i. Đây là số seri của nó là 0360i. Mức giá của chiếc âm ly này là 5.800.000 đồng. Chiếc âm ly đài chất âm rất là hay. Nếu như đánh những dòng loa Nhật như loa Nhật Pioneer, những dòng T66 hay CF45 thì những chiếc âm ly đánh rất là nhẹ nhàng luôn. Tiếp theo nữa thì gia đình sẽ quay cho anh em đó là cặp loa sân xui. Model là FX7, dòng này là dòng được sản xuất tại Mỹ luôn chứ không phải là sân xui của Nhật nữa. Là cũng khá là ít trên thị trường. Bát của nó là bát 20 năm, gân của nó là gân mút, màng nó màng giấy, rốn của nó là rốn giấy luôn. Rốn giấy là một chung, hai tép, một tép và một siêu tép. Đây ghi là 4 way, 4 spec này. Đấy. Hai tinh chỉnh chung tép này. Mô hình của nó là SFX7, mặt của nó được phủ một lớp da, vỏ của nó là vỏ đề can màu gỗ này, nhìn nó nạm gỗ rất là mỏng chứ không phải là đề can luôn. Góc cạnh thì còn khá là đẹp, đặc biệt là cái chất gỗ của dòng này nó rất là thơm. Đây là phía đằng sau. Mặc dù nó đều là loa cũ nhưng những cặp loa này thì nó còn tương đối là đẹp. Và quan trọng nhất nó còn nguyên zin, số seri là 5856. Dòng này thì rất dễ phối ghép với âm ly. Và đây là hai chiếc dây căng. Căng của nó cũng không rách chút nào cả. Đây là chiếc loa còn lại. Tiếng bass của dòng này rất là hay. Với cái tầm tiền nó chỉ tương đương với những dòng loa Pioneer của Nhật hay những dòng Chiho thì cái cặp sân xui này đánh rất tốt. Và đặc biệt là nó nổi trội hơn vì cái tiếng bass của dòng này rất là hay, rất lực và xuống rất là sâu. Cặp loa này nó có kích thước là chiều cao 58, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 29,5. Thùng nạm gỗ. Đây thông số của cặp loa nó sẽ ở đằng sau luôn, quý vị có thể nhìn thấy rõ này. Đấy, đây mic trên này nó còn nguyên cả tem. Số seri là 5855. Bát của nó là bát 20 năm, 2 chung 10 và 2 tép. Công suất của nó chỉ có 55W, made in Canada chứ không phải là của Mỹ luôn. Đây anh em thì nhìn thấy rõ này. Made in Canada. Đấy. Loa thì nó thương hiệu này thương hiệu của Nhật rồi. Phiên bản là limited. Sơn xui SFX7. Đấy là cái thông số của cái cặp loa này. Một trong những dòng loa khá ít trên thị trường, chất âm rất là tuyệt vời, rất dễ phối ghép với âm ly. Và cặp loa sân xui
X7 này thì Xuân Đình đang bán cho anh em với mức giá là 6 triệu 800 nghìn đồng. Một cặp loa rất là đẹp, tiếng rất là hay, chơi đa thể loại bolero, nhạc vàng trữ tình, cực kỳ là ngọt ngào, mềm mại. Hoặc là về chơi nhạc sàn thì tiếng bass dòng này đánh cũng rất là tốt luôn. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày 11 tháng 6 thì Xuân Đình đã lên cho quý vị hai cái sản phẩm. Quý vị có thể mua lẻ âm ly hay là mua lẻ loa thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.